Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NG đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là giải cứu cô gái nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video gần 500 like ngày mai ta sẽ tập mới nhất của Shape Girl. Và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều cái video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Ôi trời ơi, nó cài cái phần mềm gì mình vào đây mà nó liên tục mạng biết thứ đây. Chúng sẽ đi từ điểm nào đây? A hay là B đây? Điểm A nó sẽ vòng lên chỗ X. Mình cho chọn điểm B nha anh em. Rồi, đơn giản và lại hiệu quả. Hôm nọ mình đã chơi cái map này chưa nhỉ? Hình như hôm nọ mình cũng chơi map này rồi. What the fuck? Thế nhỉ? Ok, mình sẽ tắt cái mạng đi thôi. Tại vì game này nó không cần mạng anh em ạ, không cần thiết mạng. Và đồ đạc của nó thì cũng không cần. Thật ra là cũng không cần lắm. Rồi, ok, mình sẽ tắt cái này đi nha. Chúng ta sẽ vãi trưởng cái map này bị sao rồi. Chọn A. Vấn đề là cái điểm A nó đi nó vòng ở đâu. Điểm A nó hơi bị ngáo nhỉ. Thật sự là hơi bị ngáo. Điểm A sẵn sẽ là điểm A đúng rồi. Vòng nó sẽ ra dấu X mà. Hơi bị đánh đố anh em ạ. Ôi giờ sẽ bị con gấu nó thịt anh em. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Bánh xe. Có vẻ nó thích cái bánh xe anh em ạ. Ok, được. Chúng ta đã thoát khỏi con gấu. Ok, hay thật sự luôn. Rồi chúng ta sẽ xếp gơn được rồi. Mình sẽ sang map tiếp theo. Đây là đâu anh em? Đây là đâu? Tôi đang ở đâu đây? Hổ à anh em? Đây là con hổ này. Vòng tròn lửa. Ui và nó còn ăn thịt ý. Nó còn tức giận. Vãi lồng ạ. Chúng ta đang ở trong rạp xiếc nha anh em. Rạp xiếc đúng là mắc cùi bắp. Rồi. Here come. Rồi. Big Tiger. Con hổ lớn anh em ạ. Chúng ta sẽ cho cái vòng lửa. Chúng ta sẽ làm người gọi là múa luôn. Hay. Game này cũng được. Phần này là được. Con gấu à. Con beer. Chúng ta sẽ cho nó cái này đi. Cũng ok nhỉ. Cũng gọi là khá là ổn áp chứ đúng không. Một thằng hề anh em ạ. Mình sẽ cho nó chồng sách đi. Hay. Thằng hề thì nó phải làm buồn cười kiểu dạng đấy. Để chúng ta sẽ được cái tóc mới. Nhưng mà mình không bật quảng cáo nên mình cũng không cần thiết lắm. Rồi chúng ta sẽ sang level tiếp theo. Bên sẽ đi qua cái cầu dưới thăng bằng này. Ta sẽ làm gì? Sử dụng bóng bay. Ấy, nó lại được. Đùa tôi à? Không hiểu luôn. Thôi sử dụng cái cây gỗ đi anh em. Cây gỗ thì đi thăng bằng nó sẽ tốt hơn đấy. Giống như kiểu diễn xiếc vậy, dạng thế. Rồi, ok. Chúng ta sẽ sử dụng con nhện hay sử dụng đu dây ta. Ôi giời, vãi đạn ạ. Đáng lẽ phải dùng con nhện thì nó sẽ hợp lý hơn anh em. Con nhện. Ui, Spider-Man. Spider-Man ạ. Thế. Máy hút bụi à? Cái này là cái jetpack này. Nhảy qua luôn. Đỉnh cao phết nhờ. Rồi chúng ta sẽ sang với cái trận kế tiếp. Đây. Next free. Cô gái sẽ xuất hiện. Chà. Bây giờ làm gì? Bây giờ ta sẽ làm gì bây giờ? Let's start the show. Mình sẽ biến được phù thủy à? Biến mình thành lợn này anh em ạ. Game over luôn kìa. Chịu rồi. Tôi bó tay .com rồi. Chịu rồi đấy. Chúng ta phải chọn cái kia anh em ạ. Đi thôi, vào đã. Bây giờ làm nào? Let's start the show ở đây. Mình sẽ đổi cái mũ này. Yes. Ông ấy sẽ biến mất. Thế thôi, không có gì nhiều. Chúng ta dùng cái gì đấy? Đập u đầu luôn ạ. Game over luôn không? Vãi, game over thật ạ. 200. Mình sẽ dùng cái con dao này. Ơi, kinh phết nhờ. Pháp sư tài ba giỏi vãi cả đạn luôn. Ví tiền hoặc là con bướm. Ví tiền nè. Cái MTM chúng ta biến thành cái cây anh em ạ. Cây ATM luôn. Bây giờ không được dùng tiền rồi. Chỉ dùng một lần thôi.
phải. Dạ. Thật sự luôn. Chúng ta phải chơi lại từ đầu rồi. Không làm gì được luôn ạ. Bó tay đấy. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cái show này bằng đầu tiên là dùng cái mũ này. Cái này là một cái game lựa chọn anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ dùng cái con dao. Chúng ta chỉ cần nhớ thôi, chỉ cần nhớ cái kia là được thôi, không cần thiết là phải nhiều. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái con bướm này để cho cái phát gọi là phát cuối cùng. Nghĩa sẽ hợp lý. Ồ, chúng ta sẽ biến ra thành cái đôi cánh bướm anh em ạ, và ta có thể bay lên được. Ok, chúng ta sẽ next tiếp tục sang với cái trận. Bây giờ chúng ta sẽ thành phù thủy luôn. không ấy luôn, không thành ấy, không phải người chơi luôn. Chúng ta gặp cái thằng ngựa điên này. Cho biến này này con ếch à? Được không nhỉ? Úi trời, con ếch còn nhảy thẳng vào mặt mình nhé. Bó tay. Bó tay.com. Rồi. Ấn tab phát. Ok, và chúng ta sẽ vẫn là con ếch à? Đấy không, sẽ biến nó thành cái thùng thì chính xác hơn. Oh, đầu tiên là thằng mặt ngựa, sau là con chó. Chúng ta sẽ cho nó cái hot dog biến hết. Ui ôi, con chó hot dog dị vãi lều anh em ạ. Méo hiểu luôn. Ok, chúng ta sẽ next sang với trận kế tiếp nhá. Bên này sẽ là trận tiếp theo. Đầu tiên là cái hộp trước. Hàng ngàn là một con dao đâm một người. Đã xong. Bây giờ là con chó à? Mình sẽ biến cho nó cởi vào xúc xích đây anh em ạ. Chắc có thể ăn xúc xích đấy. Cũng thế mà. Zombie à anh em? Zombie thì flower. Plant zombie anh em, nhớ không? không được à? Hết cả tiền rồi. Tôi hết sạch tiền rồi nên không làm gì được anh em ơi. Bó tay.com luôn. Thật. Thề luôn đấy. Hết tiền rồi. Rồi chúng ta sẽ chơi lại. Không vấn đề gì cả. Phát thứ hai là một con chó. Thì chúng ta sẽ biến nó thành cái xúc xích cực dài ở bên này. Đấy. Xúc xích siêu dài. Bên này là zombie à? Chúng ta sẽ cho nó cái nạng này như thế này đi. Búp máu. Ôi, biến thành anh zombie đẹp trai ạ. Chữa luôn bệnh cho thằng này luôn. Hay thật. No thanks. Chúng ta sẽ sang với cái này khá nhiều map anh em ạ. Chưa hết đâu. Level có level 67. Ôi, chúng ta bị mắc rồng đuổi anh em ạ. Vampire hút máu ạ. Cho nó củ hành được không? Cho nó cái bia mộ. Ồ. Bó tay. May mà đây là một cái trường đầu tiên cho nó củ tỏi này. Ui. Bóng đèn hoặc là tương ớt. Cái xé lưỡi. Bó tay luôn, đừng có cho ăn tương ớt nó tưởng là máu. Ok. Sử dụng con dao hoặc là máy hút bụi đi anh em. Ai chà. Tôi đã sử dụng máy hút bụi để có thể là hút mấy cái thằng kia vào. Hút cái thằng gì nhỉ? Mắc cà rồng vào. Ồ, một cái dương ăn thịt người anh em ạ. Đây có chìa khóa để mở. Nó ăn cả cái chìa khóa luôn. Thế là thế nào? Thế là làm sao? Bó tay. Chúng ta sẽ phải sử dụng cái ví à? Cái ví nhét vào đây chắc là được. Nó trả nhả cho chúng ta một cái gậy sao ạ. Khá đỉnh. Khá đẹp. Đốt lửa không anh em? Lốc đi. Gió. Ui. Mình không ngờ cái gió nó lại quật vào người mình và khiến mình chết. Bó tay luôn. Chúng ta có thể dùng cái đấy dùng ở màn cuối cùng ấy thì nó sẽ là hợp lý hơn anh em ạ. Chứ dùng ở đây thì mình thấy nó không được hợp lý cho lắm.
Wow, chúng ta bị rắn Medusa gương nhỉ? À, khiến nó hóa đá ngược lại. Ơ, nó chiếu vào người à? Đùa chúng tôi à? Nó chiếu vào người thì chịu rồi. Thì bó tay rồi. Cái này thì quá bó tay rồi, làm sao mà làm thế nào được? Khi bó tay chấm com luôn ấy. Em cũng quỳ với cái màn này rồi đấy. Rồi đầu tiên là sẽ ném cái vào mặt nó một bé. Rồi gậy sao, bây giờ gậy sao anh em, chúng ta cho lửa đốt, lửa đốt nào. Đúng rồi, bùng cháy, chúng ta đang bùng cháy lên. Medusa không dùng gương nữa mà chúng ta sẽ sử dụng cái mũ bảo hiểm anh em ạ. Ai chà, đối mũ bảo hiểm cho Medusa. Và khiến cô ta không thể nào mà chiếu được cái tia vào mặt mình được. Khá hay. Và rồi chúng ta sẽ kêu anh nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye. Hay quá.